Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Khoan, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người mấy chỗ câu biển sâu mà nhiều cá voi trắng nhất nha, với lại kỳ lân biển cho mọi người. Đây thì hiện tại thì chỗ này là bạn nào cũng sở hữu cho mình một cá voi trắng hết mọi người. Ui, thế đã không mọi người? Chỗ mình muốn nói với các bạn đó là hòn đảo mà xa nhất ha. Không biết là mọi người đã đặt chân lên đây chưa? Hòn đảo xa nhất luôn nha mọi người, ở xa chỗ khu vực Hối Xanh luôn ấy. Ấy thì nó nằm ngoài chỗ này. Thì bạn nào câu được chỗ đây chưa? Thì nếu mà chưa thì ra đây câu đi ha. Rất là nhiều cá nha các bạn, rất là nhiều cá luôn. Còn đây là những chiếc clip mà hôm qua mình đã câu được cá mới nè các bạn. Mình câu từ 7 giờ tới 10 giờ. Wow, rất là nhiều cá mới luôn. Đặc biệt là cá voi trắng ha, với lại cá kỳ lân biển nha mọi người. Đây thì lúc này mình chuẩn bị xuất hiện một cái bóng bốn nè mọi người. Đấy thì mọi người cũng đón được cái bóng bốn đầu tiên của mình rồi đúng không? Đây, rất là màu trắng luôn nha các bạn ơi. Đây, 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 đây mọi người. Đấy, cái bóng bốn này nó ăn liền luôn các bạn. Ở phút thứ 07 nè, đấy thấy không các bạn ơi, đó là một con cá voi trắng đó mọi người, 365cm nha, với 325 tiền, ui dễ thương mọi người. Và các bạn coi phía sau clip nữa, nhiều lắm. Và sau đó lúc 7 giờ hơn 30 phút các bạn ơi, thì có một bạn lên nữa nè, đấy, một con voi râu trắng nữa, ui chỗ này rất nhiều voi râu trắng luôn các bạn. Và đặc biệt là chỗ hòn đảo xa bờ này nè mọi người, thì rất là nhiều bóng bốn luôn. Đấy, các bạn thấy không, bóng bốn xuất hiện kìa. Nhưng mà không nha, cái bóng bốn này hình như lúc đó mình là mình đang uống nước hay gì đó mọi người. Cái tự nhiên mình hụt mắt cái bóng bốn này, tiếc ghê á. Nhưng mà không sao mọi người, tự nhiên cái bóng bốn này nó mắc, cái mình lại xuất hiện thêm một cái bóng bốn nữa. Đấy, thì lúc này mình đang uống nước hay gì đó, mình không tập trung. Hay rồi, xuống bị mình thả cần câu xuống đó, lại xuất hiện thêm một cái bóng bốn này. Trời ơi, liên tiếp luôn mọi người. Mà không chỉ là cái này đâu nha, một xíu nữa cuối clip, gần cuối clip mọi người sẽ thấy mình xuất hiện bóng bốn mà liên tiếp luôn ấy. Kinh khủng khiếp cỡ nào các bạn ơi, chuẩn bị một cái bóng bốn nữa xuất hiện nè. Đâu rồi, sao lâu dữ vậy mọi người? Đây, đây cái bóng bốn mọi người thấy không? Nhưng mà mọi người đón xem nữa, bóng bốn này hơi đặc biệt nha. Hiện tại là ở phút thứ 34 nha mọi người, phút nhân phẩm của anh Vũ. Thì con này nó cũng cắn liền luôn mọi người, mình không nghĩ là nó cắn liền luôn á. Đấy, là một con kỳ lân biển mọi người à, 446cm ha. Ui, đã không mọi người? Thì lúc 8 giờ kém mọi người ơi, thì ở đâu á, các bạn kéo tới quá trời luôn. Mà được cái đông vui mà, hay nhưng mà chuẩn bị bạn này câu lên được cá voi trắng này các bạn. Đấy, quay, wow, thêm một cá voi trắng nữa ngay chỗ này luôn mọi người. Trên hòn đảo xa bờ nè, ui quá trời luôn, đông vui thì có đông vui đó mọi người. Nhưng mà mấy cái phao vàng á, ở dưới nước mình cảm thấy hơi bị chói chói, khó câu các bạn. Các bạn nào có cảm giác như mình không? Đây nè mọi người ơi, mình chuẩn bị có ba cái bóng bốn gần nhau luôn. Này, cái bóng bốn đầu tiên nè mọi người. Ui, cái chỗ này rất là nhiều bóng bốn luôn ha. Ui, mọi người thử tới đây câu chỗ của mình đi. Rất là nhiều bóng bốn luôn, rất là dễ lên cá voi trắng luôn đó mọi người, với lại kỳ lân biển nữa. Không biết là mọi người có chỗ câu gì mới không? Thì hãy comment bên dưới nha, để mình test rồi mình chia sẻ cho các bạn khác cùng câu nha mọi người. Đây là cái bóng đầu tiên của mình nè, mà con này chắc hơi bị lâu nha mọi người. Nó chỉ là một con nạn hải thôi, trời đất ơi, 351cm. Mà chuẩn bị mình lên thêm hai cái bóng bốn đó mọi người, hai cái bóng bốn liên tiếp nữa. Thì lúc này lúc nó đang chín đúng không? Qua phút thứ 00 nè, đấy thì đã có thêm một cái bóng bốn nữa mọi người. Ui, để đảo mọi người. Lại là thêm một con nạn hải nữa, trời ơi, bóng bốn quá trời luôn. Miễn là có bóng bốn là thấy sướng sướng rồi mọi người. Không biết không cần có cá mới hay gì mà có bóng bốn là khả năng là cá mới rất là cao luôn ấy. Rồi chuẩn bị có bóng bốn thứ ba ha. Trời ơi, bóng bốn liên tục mọi người. Kinh khủng khiếp, được mình cũng bất ngờ ở chỗ câu này luôn á. Đây, đã bóng bốn nữa nè các bạn. Đấy, thấy không mọi người? Trời ơi, quá trời bóng bốn luôn, mình bất ngờ quá luôn mà. Đây, lên luôn. Trời, bóng bốn này nhấp liền luôn mọi người. Nhấp liền là dễ là cá dởm lắm. Trời đất ơi, cá ngừ mọi người. À, quên chia sẻ với mọi người là thời gian câu của mình ha. Thì đầu tiên là ở bãi biển đi, các bạn sẽ câu được hải mã, hải tượng với lại rùa nè. Thì ba con này nó xuất hiện từ phút thứ 05 tới thứ 25 và phút thứ 35 tới 55 nha mọi người. Nhưng mà mình thấy thời gian nó xuất hiện nhiều nhất á là phút thứ 10 và 20 và 40 tới 50. Đấy, thì mình sẽ câu vào hai cái mốc thời gian này. Còn lại thì mình sẽ ra hòn đảo xa bờ hồi nãy mình câu ha. Mình câu những con còn lại nha mọi người, cá voi trắng, kỳ lân biển là tùm lum đấy. Chỗ bãi biển á, thì mình góc câu ưa thích của mình á, là chỗ này nha mọi người. Đây, bữa nay mình có góc câu ưa thích của mình à, ngay ra chỗ này luôn. Thì mình sẽ câu xéo xéo ra hướng ngoài bãi biển ha. Thì hình như là nó tâm linh hay gì đó mọi người, nó ra cá mới nhiều lắm. Đây, thì mình sẽ xích một chân dưới nước, một chân trên bờ nè. Rồi, lúc này là phút gần phút 20 rồi mọi người, mình chuẩn bị đi rồi đó, đi ra đảo xa bờ mình câu á. Thì bỗng dưng xuất hiện một cái bóng bốn mọi người. Ui, nhưng mà bạn kia chuẩn bị lên con rùa vương miện nè nha. Rùa vương miện nè, đó, một con rùa vương miện. Ui, là mình có cái bóng bốn của mình nó cũng chuẩn bị tháp rồi mọi người. Đây, ui, cái bóng bốn này nó ăn liền luôn cả mọi người. Oh my god, nhưng mà điều bất ngờ ở đây là hai con hải tượng nó xuất hiện cùng một lúc và câu lên cùng một lúc luôn nè. Ui, mọi người có thấy chỗ này nhiều cá mới không? Xịn không mọi người? Ui,
là trời, nhất là con rùa vương miện kìa mọi người, nhức nách thiệt chứ. Lúc này mình hỏi bạn kia là con rùa vương miện bóng mấy để cho chắc đó mọi người, thì thường thường mọi người kêu là con rùa vương miện là bóng 4 mới ra. Thấy thì mình hỏi lại nhưng mà bạn này không trả lời gì hết trơn á. Rồi, nói chung là chỗ này rất là nhiều cá mới luôn đó mọi người. Mọi người thử tới chỗ vị trí của mình câu thứ ha. Rồi mình nó quay trở lại cái hòn đảo xa bờ này mọi người. Không biết cái hòn đảo này đang bị lỗi gì á mà bóng 4 bóng 5 quá trời luôn, mình phải tận dụng mới được. Đây thì bóng 5 các bạn ơi, đây đây, xuất hiện một cái bóng 5 cho mình rồi. Không biết là cá nhắm bú hay là cá mập mũi cưa mọi người. Không biết ở đây thì có biển sâu thì có hai loại này thôi, nhắm bú hoặc là cá mập mũi cưa. Hai loại ha, thì mọi người đoán xem thử là loại nào. Rồi lên mọi người ơi. Đây là một con cá mập mũi cưa. Ui xịn mọi người nha, 124 cm à. Và mình câu tới phút thứ 40 thì mình mới chạy qua bãi biển nha mọi người. Thì lúc này đã xuất hiện cho mình một cái bóng 4 nữa ở phút thứ 39. Ui, các bạn biết phút thứ 39 là nó sẽ xuất hiện cá gì không mọi người? Thì các bạn đón xem thứ ha, tức là con thứ hai của mình đó. Tiết lộ cho mọi người biết con thứ hai của mình, con thứ hai trong những loại. Đây mọi người. Thì bạn Vinh đang đợi mình chở mình đi qua bãi biển câu kìa đó. Nhưng mà mình đã xuất hiện một con kỳ lân biển đó mọi người, 428 cm. Ui là trời, ghê nha mọi người, mà rất là dễ thương luôn ấy. Rồi con thứ hai trong ngày. Yeah. Rồi mình đã quay trở lại bãi biển đó mọi người ơi. Hiện tại thì ở phút thứ 45, 8:45 rồi mọi người. Là mình câu tới lúc 7 giờ đúng không? Là gần 2 tiếng rồi đó mọi người. Wow. Thì bây giờ mình chuẩn bị xuất hiện thêm một cái bóng 4 nữa này. Mọi người đón xem thử con này là con gì. Uầy, đi câu cá cũ quá hả? Câu cá mới chứ. Trời ơi, nói vậy hơi kỳ nha. Anh đang câu nè, anh chuẩn bị lên câu cá bóng 4 nè. Nhìn đây. Ôi, rồi lên cái bóng 4 này nha các bạn ơi. Con này nhóc cũng hơi bị lâu nè. Ôi, đó là một con hải mã nha mọi người. Trời ơi, 312 cm. Ôi, dữ không mọi người. Đấy, lá bể biển này mình câu được hai con rồi. Mình chỗ bể biển này mình chỉ còn thiếu một con rùa nữa thôi. Wow, rất là dễ thương luôn nè. Rồi ai câu cá rồi cũng phải cả giải cấp cha thôi. Trời ơi mọi người ơi, thì mọi người thấy những con cá mới là dễ thương không? Mình chuẩn bị làm một căn nhà để mà chứa những con cá mới này mọi người. Bây giờ thiếu vương miện nha, những con cá mới mình thiếu vương miện, mình cần có một cái cần câu phép thuật. Tại vì cần câu phép thuật nó có tỷ lệ là tăng vương miện là 50%. Còn cái cần câu vàng này các bạn, nó không có tỷ lệ vương miện, nó có tỷ lệ thêm chức năng là câu cá mini thôi, được cái đó các bạn. Và lúc này mình câu bóng 3 để mình chuẩn bị mình câu một con rùa đó mọi người, nhưng mà không có rùa còn cá quân được không ạ? Đấy thì không lâu sau thì mình xuất hiện thêm một cá bóng 4 đó mọi người, tin không? Trời đất ơi, ngày này là ngày của mình đi sao đó mọi người. Hay là mình chọn cái vị trí câu tốt ta? Chắc là chọn vị trí câu tốt các bạn. Mình chuẩn bị xuất hiện thêm một cái bóng 4 nữa nè. Ui, nhưng mà bóng 4 này hơi bị đặc biệt nha. Đặc biệt hơn những cái bóng 4 khác luôn. Cho mọi người xem. Ui, đặc biệt nè. Đấy, cũng hồi hộp lắm đó các bạn. Hình như con này nhấp mấy cái lận. Nhấp hơi nhanh nha. Những con nhanh như vậy, nhấp nhanh. Ui, bạn kia lên con rùa kìa mọi người thấy không? Trời đất ơi, nãy vậy mà mình không lên con rùa. Hồi hộp quá mọi người ơi. Rồi, cái phát này chuẩn bị ăn này. Ăn đó, mấy con nhấp nhanh này là các bạn biết rồi đó. Là những con có vương miện đó mọi người. Trời ơi, nhưng mà các bạn có xem nữa là con gì ha. Ôi trời ơi, trời ơi. Cắn cũng lâu nữa. Ui, đó là một con hải mã vương miện nha mọi người. 319 cm, gần 1000 tiền. Wow, oh my god, đã nha. Ghê quá anh ơi hả. Đây một con hải mã vương miện mọi người. Ui, con này mà về chân ở tủ kính thì hết sảy luôn mọi người. Rồi đó là một ngày đi săn của mình đó mọi người. Hi ơi, hiện tại là 10 giờ hơn rồi thì mình cũng chuẩn bị nghỉ rồi mọi người. Nhưng mà có bạn này chuẩn bị lên con voi rau trắng đó mọi người. Ui, nãy giờ có chục con voi rau trắng nó lên chỗ này rồi đó mọi người, có tin không? Ui, chục con rồi đó. Thì thôi ha, mình sẽ dừng clip ở đây và mình sẽ chia sẻ những vị trí câu ở lần tiếp theo, những câu những con khác. Có bạn họ nói mình là câu kỳ nhông khổng lồ đi anh, thì mình chắc chắn là clip sau nữa thì mình sẽ chia sẻ vị trí câu của con kinh nhông khổng lồ cho mọi người nha. Với lại những cá mới nữa nha mọi người. Mọi người có thích mình làm những clip như thế này nữa không? Hoặc là mọi người có mẹo hay là vị trí nào câu lên những con cá xịn nữa không? Thì comment bên dưới nha, để mình test xong mình chia sẻ lại với mọi người nha. Đây là những con cá mà mình đã câu được trong ngày hôm nay nè mọi người, xịn ha. Vậy là hôm nay là mình đã được con voi rau trắng nè, hai con kỳ lân biển nè mọi người, hai con hải mã nè, một con hải tượng nè. Uầy, rất là đã luôn mọi người ha. Rồi, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình, và bật chuông thông báo thì càng tốt cho mọi người để xem clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.